Bước qua tuổi 50, giàu hay nghèo cũng mặc kệ hai việc này. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, Khổng Tử có câu tứ thập bất hoặc, ngũ thậm chí thiên mệnh, có nghĩa là 40 tuổi không còn mê hoặc, 50 tuổi đã biết mệnh trời. Người 50 tuổi tâm như biển rộng. Cuộc sống đích thực bắt đầu từ tuổi 50. Bởi ở tuổi 50, con người ta đã nhìn thấy muôn mặt của cuộc sống, từng bước qua núi cao biển rộng, từng gặp nơi giang hồ hiểm ác, thật và giả, tốt và xấu, ngọt bùi và đắng cay, thiện và ác, họ đều kinh qua, đều đã từng nếm trải. Dẫu thành công hay thất bại, dẫu sướng vui hay đau khổ, tất cả đều in hằn trong tim bao trải nghiệm. Cho nên, chuyện gì nên làm và chuyện gì không nên làm, họ đã có đáp án cho riêng mình. Cổ nhân nói, con người bước qua tuổi 50, nghèo mặc kệ hai chuyện, giàu mặc kệ hai loại người. Vậy thì, hai chuyện và hai loại người đó là gì? Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Chuyện thứ nhất, hạn chế dùng quan niệm và tư tưởng của thế hệ trước để giáo dục con cháu. Trong giáo dục con cái, đã bao giờ bạn nói bố mẹ ngày xưa thế này thế kia không? Tôi tin là rất nhiều người trong số chúng ta từng nói với con cái như vậy. Chúng ta nói rằng thời ông bà, bố mẹ đẻ nhiều thế mà vẫn nuôi dạy con cái nên người đấy thôi, để áp đặt việc sinh đẻ lên con cái. Hay chúng ta hay bảo rằng ngày xưa bố mẹ nuôi chúng mày như thế mà giờ vẫn khỏe mạnh khôn lớn, bây giờ hết phương pháp nọ đến phương pháp kia mà con cứ còi cọc mãi, để áp đặt việc chăm sóc cháu. Nhưng xã hội ngày nay đã thay đổi rất nhiều, rất nhanh, khác biệt so với quá khứ. Người già đôi khi rất khó để hòa nhập, thậm chí có người không thể tiếp nhận được một vài tư tưởng và cách làm việc của thời hiện đại. Cho nên, các kiến thức, kỹ năng mà ông bà dạy cho con cháu có thể nhiều cái không còn theo kịp được trào lưu thời đại, đặc biệt là thế hệ ông bà sống trong cảnh nghèo khó. Quan niệm có phần bảo thủ kiến thức về thế giới bên ngoài không nhiều. Vì vậy, bước vào tuổi này rồi, trong lòng nên hiểu ra, giúp đỡ con cháu về mặt cuộc sống là chỗ dựa tinh thần cho con cái thì được. Nhưng dùng quan niệm và tư tưởng thời của mình đi giáo dục con cháu là không còn thích hợp nữa rồi. Chị Thu Hoài ở Vĩnh Phúc chia sẻ câu chuyện của bản thân như sau. Chị cho biết, vợ chồng anh chị hiện có một bé trai 6 tháng tuổi. Cả nhà sống cùng bố mẹ chồng. Ai nhìn vào cũng bảo chị sung sướng vì lấy được chồng Hà Nội. Sẵn có nhà cửa, có ông bà chăm sóc con cái. Nhưng mấy ai biết được, chị luôn cảm thấy ngột ngạt khi mẹ chồng cho rằng bà có nhiều kinh nghiệm sống hơn nên áp đặt mọi việc lên cuộc sống của vợ chồng chị. Thậm chí, bà còn can thiệp quá sâu vào việc chăm sóc cháu. Khi chị mang bầu, chị uống vitamin hay là sữa bầu gì đều là bà mua. Chị thấy chị em ở cơ quan mách loại thuốc tốt, nhờ mua về dùng, nhưng bà nhất định bắt chị phải dùng loại thuốc bà mua, vì bác sĩ, bạn mẹ đã xem xét kỹ rồi mới kê. Chưa kể,
đến ngay cả việc sinh hoạt vợ chồng. Bà cũng luôn nhắc nhở vợ chồng chị phải kiêng suốt thai kỳ, vì mẹ ngày xưa cũng thế. Thậm chí còn bắt chồng chị ra ngủ riêng trong những tháng cuối để đề phòng, còn bà thì vào ngủ cùng con dâu. Đến khi chị sinh con, nhiều mâu thuẫn càng phát sinh hơn. Bà quyết định tất cả mọi việc, chăm cháu ra sao, mẹ con chị ăn uống như thế nào. Mỗi bữa ở cử, bà chỉ cho chị ăn thịt lợn rang khô và canh rau ngót. Rồi bao nhiêu những thứ kiêng cử như không được bật quạt, phải luôn mặc quần áo dài tay, không được ra ngoài ròng rã một tháng như vậy. Chị cảm thấy rất mệt mỏi, nói với chồng, để anh góp ý với mẹ, thì bà nổi nóng bảo rằng, trứng mà đòi khôn hơn vịt à. Cứ như vậy, hết 3 tháng ở cử, chị mới được ăn các món ăn khác, mới được đi ra ngoài cho thoải mái đầu óc. Ai cũng bảo chị sung sướng, nhưng thực chất chị thấy rất ngột ngạt, cảm thấy mình không được làm chủ cuộc sống, ngay cả việc chăm con như thế nào cũng phải theo ý của bà. Quý vị thân mến, nhiều bậc cha mẹ cho rằng mình lớn tuổi, từng trải hơn, nhiều kinh nghiệm sống hơn, nên luôn dùng quan niệm và tư tưởng của thế hệ mình để giáo dục con cái. Họ can thiệp từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày, như việc ăn uống, chăm sóc cháu, đến những việc lớn hơn như việc con cái lựa chọn hôn nhân, công việc, nhà cửa và muôn vàn những thứ khác. Đúng là cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái và định hình lên tương lai của con. Nhưng không phải điều gì cha mẹ dạy cho con cũng là chân lý. Vì cuộc sống thay đổi không ngừng, những điều bạn cho là đúng, là phù hợp ngày hôm qua, thì hôm nay đã không còn đúng với con cái của bạn. Vậy nên, đừng nhốt cuộc sống của con cái trong cái khung suy nghĩ, quan niệm và tư tưởng thế hệ của bạn. Chuyện thứ hai, những chuyện vượt ngoài khả năng của bản thân, có thể giúp hãy giúp, không giúp được không cần miễn cưỡng. Giúp người là giảm bớt gánh nặng, giải quyết phiền phức thay người khác. Đó là ý tốt và cũng là chuyện tốt. Nhưng nếu giúp đỡ người khác mà tăng thêm áp lực cho mình, áp lực ấy lại không phải là điều bản thân chúng ta đáng phải chịu đựng. Khi đó thì việc giúp người khác sẽ trở thành một gánh nặng cho bạn. Sống nửa đời người, nhiều người chỉ muốn an nhiên yên ổn sống cho qua ngày, nhưng cũng có nhiều người quá nhiệt tình, chỉ cần người khác có lời nhờ vả. Bất kể có làm được hay không cũng đều gật đầu đồng ý. Chẳng hạn như chuyện tiền nong, chỉ cần người khác mở lời, ngay cả khi bản thân không có nhiều tiền tới vậy, cũng sẽ tìm cách có bằng được số tiền đó để cho người khác vay. Nếu người mượn tiền ngần ngừ không trả, vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống và kế hoạch sau này của bạn. Việc giúp người khác nhưng lại khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, khổ sở là mất đi ý nghĩa của sự giúp đỡ. Cho nên, ở tuổi 50, khi người khác gặp phải chuyện gì, trước tiên bạn hãy suy xét tới khả năng của bản thân. Việc gì vượt ra ngoài khả năng và điều kiện của mình thì hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng. Giúp người cũng cần có lý trí sáng suốt. Tuổi này là tuổi yên ổn, tuổi tận hưởng cuộc sống. Vì vậy, nên đừng tự tìm phiền phức cho mình.
Quý vị thân mến, bước qua ngưỡng tuổi 50 và nửa cuộc đời dài đầy khó khăn, vất vả, thứ cần trân trọng nhất chỉ có chính bản thân mình. Trong sự vô thường của cuộc đời này, chỉ có học được cách buông bỏ, chúng ta mới có thể sống tự tại và ung dung được. Hãy nhìn đời bằng một trái tim vui vẻ, nghĩ thông mọi chuyện, tâm trạng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhìn thoáng mọi sự, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm biết bao. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.